Chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel VN Computer. Thì hôm nay tôi sẽ chuẩn bị những cái linh kiện để gáp một cái máy tính với một cái cấu hình khủng nha anh em. Thì đây là cái khay này. Đấy, cái khay này rất là lớn. Đấy, khay này có mặt kính luôn nha, mặt kính ở trước luôn nè. Đây, mặt kính ở trước luôn. Rồi. Đây. Nó có cái kính hồng luôn nè. Đây, cái mặt bờ là mặt kính luôn nè anh em, đó cái khay này là mặt kính luôn đó. Ồ, cái này rồi, ngoài ra thì ở đây tôi có chuẩn bị một cái bộ nguồn này. Bộ nguồn này là bộ nguồn Antest anh em, bộ nguồn này là bộ nguồn công suất thực 450W này, bộ nguồn Antest. Rồi quay ở đây thì men này men Arsat H61. Men này thì đã qua sử dụng rồi nhưng mà như men mới luôn nè, không có gỉ sét luôn. Kể cả những các cái con ốc luôn, nó vẫn sáng đẹp, rất là đẹp. Vậy con CPU mà nó đang chạy ở đây đó là cái con i5 đời 3. Rồi, với lại một cái cặp RAM nè. Cặp RAM này là một cái cây RAM như là 8GB. Một cặp RAM vậy là 16GB ha. Mình sẽ gáp cái máy này RAM 16GB luôn. Rồi cái ổ cứng nè, tại vì tôi đang cài hệ điều hành đây. Cái ổ cứng á, đây cho anh em xem cái ổ cứng. Ổ cứng là ổ cứng 500GB. Lật lên không được đó. Đây này. Đây, ổ cứng 500GB, ổ cứng mới luôn. Rồi ngoài ra thì tôi còn trang bị cái bốn cái pan nữa nè. Bốn cái pan hành led. Hành led. Mình sẽ gáp cái cây này màu đỏ nha. Bốn pan đỏ luôn. 1 2 3 4, bốn cái pan đỏ. Đấy. Đây, tôi đang cài hệ điều hành đây. Chút xíu nữa thì tôi sẽ lắp cái linh kiện này vô cây rồi tôi sẽ test thử cho anh em xem nha. Cây này thì mình gáp một cái card Vega 4GB các bạn. Cái card này là card RX 560, là card 4GB luôn. Bây giờ thì tôi đã gáp xong cái cây này rồi. Đây các bạn thấy đây, đây gáp xong rồi đây. Để quay qua cho các bạn thấy nha. Rồi. Đây là cái mặt kính các bạn, mặt kính trong suốt luôn. Nó còn có cái miếng bọc bên ngoài nè. Khi nào mình sử dụng mình tháo cái này ra nè. Ở phía trước rồi có mặt kính nè. Ở trước là lắp ba cái fan trước với một cái fan sau. Ở đây là mặt sau của máy này các bạn. Đây, mặt sau. Để mình test máy cho các anh em xem. Thì ban đầu mình tính lắp bốn cái fan led đỏ. Nhưng mà có ngày đó thì ngay sau đó thì có một bạn đặt hàng, thì bạn ấy yêu cầu là mình lắp cho bạn ấy ba màu như thế này đây. Màu xanh lá, màu đỏ, xanh dương. Đấy, thì mình lắp theo yêu cầu của các bạn ha. Đấy. Các bạn thấy cái này là cái mặt kính nè. Mặt kính rất là trong nha, các bạn ấy nhìn thấy ở bên trong luôn nè. Nè, nó còn miếng keo nữa. Thì các bạn nào mà có nhu cầu gắp máy có thể liên hệ với mình nha. Mình sẽ đặt cái số điện thoại trên màn hình đó. Các bạn có thể là liên hệ mình qua số Zalo nha hàng. Để mình có thể tư vấn cho các bạn. Đây, mình để mình mở máy, mở cấu hình lên cho các bạn xem. Đây. Đây các bạn thấy không? Con coi i5 nè, coi i5 3470 nè. RAM 16GB đó. Đang cài cái đang chạy cái hệ điều hành Win 10 64 bit luôn. Win 10 64 bit.
Đây, cấu hình này cũng tương đối cao các bạn. Đây, thì cũng khuya lắm rồi, tôi cũng gáp máy này cũng mất mấy tiếng đồng hồ mới xong. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.